Sách Sáng Thế chương 22, ông Abraham dâng Asiah làm lễ tế. Sau các việc đó, Thiên Chúa thử lòng ông Abraham, người gọi ông Abraham. Ông thưa, dạ con đây. Người phán, hãy đem con của ngươi, đứa con một yêu dấu của ngươi là Isaac, hãy đi đến xứ Moriah và dâng nó làm lễ toàn thiêu ở đấy. Trên một ngọn núi ta sẽ chỉ cho. Sáng hôm sau, ông Abraham dậy sớm, thắng lừa, đem theo hai đầy tớ và con ông là Isaac. Ông bổ củi, dùng để đốt lễ toàn thiêu, rồi lên đường đi tới nơi Thiên Chúa bảo. Sang ngày thứ ba, ông Abraham ngước mắt lên, thấy nơi đó, ở đằng xa, ông Abraham bảo đầy tớ, các anh ở lại đây với con lừa, còn cha con tôi đi lên tận đằng kia, chúng tôi làm việc thờ phượng rồi sẽ trở lại với các anh. Ông Abraham lấy củi dùng để đốt lễ toàn thiêu đặt lên vai Isaac con ông. Ông cầm lửa và dao trong tay, rồi cả hai cùng đi. Isaac thưa với cha là ông Abraham, cha. Ông Abraham đáp, cha đây con. Cậu nói, có lửa có củi đây, còn chiên để làm lễ toàn thiêu đâu? Ông Abraham đáp, chiên làm lễ toàn thiêu, chính Thiên Chúa sẽ liệu con ạ. Rồi cả hai cùng đi, tới nơi Thiên Chúa đã chỉ. Ông Abraham dựng bàn thờ tại đó, xếp củi lên, trói Isaac con ông lại và đặt lên bàn thờ, trên đống củi. Rồi ông Abraham đưa tay ra, cầm lấy dao để sát tế con mình. Nhưng sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông, Abraham, Abraham. Ông thưa, dạ con đây. Người nói, đừng giơ tay hại đứa trẻ, đừng làm gì nó. Bây giờ ta biết ngươi là kẻ kính sợ Thiên Chúa. Đối với ta, con của ngươi, con một của ngươi, ngươi cũng chẳng tiếc. Ông Abraham ngước mắt lên nhìn, thì thấy phía sau có con cừu đực bị mắc sừng trong bụi cây. Ông Abraham liền đi bắt con cừu ấy mà dâng làm lễ toàn thiêu thay cho con mình. Ông Abraham đặt tên cho nơi này là Đức Chúa sẽ liệu. Bởi đó bây giờ có câu, trên núi Đức Chúa sẽ liệu. Sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông Abraham một lần nữa và nói, đây là sấm ngôn của Đức Chúa, ta lấy chính danh ta mà thề, bởi vì ngươi đã làm điều đó, đã không tiếc con của ngươi, con một của ngươi, nên ta sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi, sẽ làm cho dòng dõi ngươi nên đông, nên nhiều như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển. Dòng dõi ngươi sẽ chiếm được thành trì của địch, mọi dân tộc trên mặt đất sẽ cầu chúc cho nhau được phúc như dòng dõi ngươi, chính bởi vì ngươi đã vâng lời ta. Ông Abraham trở lại với các đầy tớ của ông, họ đứng dậy và cùng nhau đi đến Beersheba. Ông Abraham ống sống ở Beersheba, dòng dõi ông Nahor. Sau các việc đó, người ta báo cho ông Abraham rằng, này cả bà Milca cũng đã sinh cho ông Nahor, em ông, những người con trai đó là Út con cả, Bút con thứ, Cơmuên cha của Aram, Kesef, Khazo, Pindad, Ziplap, Bertuên. Ông Bertuên sinh bà Rebecca. Đó là tám người bà Milca đã sinh cho ông Nahor, em ông Abraham. Vợ lẽ của ông Nahor tên là Ruma cũng sinh con là Tevach, Gacham, Tachath và Maacha.